Nửa cuối của năm 2023, có lẽ Bitcoin ETF là chủ đề mà mọi người quan tâm nhất. Nhưng mà sang năm 2024 này, sắp tới thì cũng có rất là nhiều những cái sự kiện lớn mà mọi người cũng quan tâm, cũng như là chúng ta tìm những cái thứ liên quan, những cái câu chuyện liên quan đến những cái sự kiện lớn đó để mà chúng ta có thể là đầu tư trước, đúng không? Đây là một cái điều rất là quan trọng, tại vì những ai mà đi trước ấy, thì chúng ta sẽ có cơ hội mua được ở cái entry nó đẹp hơn, đúng không? Còn đôi khi mà mọi người ai ai cũng nhắc đến, ai ai cũng thấy được cái tiềm năng của nó thì nó sẽ không còn là tiềm năng nữa. Vậy Bitcoin ETF qua rồi thì bây giờ chúng ta sẽ hướng đến cái gì để mà có thể đầu tư trong năm 2024? Thì rất là nhiều những cái sự kiện lớn như là Bitcoin halving, update của ETH này, rồi là bầu cử này, Fed giảm lãi suất này, thì tất cả những cái sự kiện lớn đó đều hứa hẹn là năm 2024 sẽ là một cái năm mà rất bùng nổ cho thị trường crypto, và mọi người cũng đang kỳ vọng và chờ đợi rất là nhiều ở năm 2024 này. Và một cái sự kiện lớn mà mọi người có lẽ là chưa nhiều người để ý và chưa nhiều người nói đến, đó chính là vòng chung kết Euro sẽ diễn ra vào tháng 6 năm nay tại Đức. Và như mọi người cũng đã biết thì Euro là ngày hội bóng đá lớn thứ hai chỉ sau World Cup, và sẽ có rất là nhiều người quan tâm đến cái sự kiện này. Chính vì vậy sẽ có rất là nhiều bên, những cái công ty, những cái tổ chức, những cái tập đoàn lớn, họ sẽ tận dụng những cái sự kiện này để mà có thể là tung ra những cái sản phẩm liên quan, rồi là quảng bá hình ảnh các thứ, đúng không? Và crypto thì cũng không thể nào mà bỏ qua được. Và Euro cũng chính là cái sự kiện lớn mà mình muốn nói đến ở video hôm nay. Chúng ta sẽ tìm những cái đồng coin, những cái token liên quan đến cái sự kiện Euro này để mà chúng ta có thể là tìm kiếm cơ hội đầu tư từ giờ cho đến lúc là Euro nó diễn ra, đúng không? Và bạn nào mà mới đầu tư crypto thời gian gần đây thì có lẽ là nghe sẽ rất là lạ lẫm, đúng không? Trong khi ai ai cũng nói đến những cái trend lớn ở năm 2024 như là Layer 2 này, hay là LSDFi, rồi là Depin, hay là Reward Asset, BRC20 các thứ, đúng không? Tại sao mình lại chia sẻ một cái gì mà nó lạ lẫm thì chả ai nói đến cả, đúng không? Và khi mà mọi người chưa chú ý đến ý, thì đó mới là cái cơ hội lớn, tại vì mọi người có thể là mua được giá nó ở rất là thấp thôi. Còn khi mà mọi người biết đến nhiều rồi ý, chúng ta mới nhảy vào thì sẽ phải mua ở giá cao hơn. Tất nhiên là khi mà tham gia từ sớm thì cái rủi ro nó cũng sẽ cao hơn, nhưng mà rủi ro thì luôn đi kèm với cơ hội mà. Và mọi người cứ xem hết video đi, sau đó thì đánh giá xem là nó có tiềm năng không, và tại sao Euro nó lại liên quan đến những cái mà chúng ta đầu tư sắp tới ở trong lĩnh vực crypto nhá. Thì trước đây ở năm 2022 diễn ra một cái sự kiện khá là lớn của bóng đá, đó là World Cup, và trước cái thời gian đó đã có rất là nhiều những cái đồng coin liên quan đến bóng đá cũng như là thể thao, và đây là một cái lĩnh vực cũng khá là nổi bật ở cái thời gian đó. Và cái trend mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó chính là fan token. Thời gian gần đây thì fan token có lẽ bị lãng quên, và những cái công ty hay là những câu chuyện liên quan đến nó thì cũng không được mọi người nhắc đến nhiều nữa. Nhưng mà trước đây đã có rất là nhiều những cái công ty lớn đầu tư vào quảng bá hình ảnh vào thể thao rồi. Mọi người có thể thấy ở đây này, crypto.com tài trợ cho World Cup này, OKX chi 20 triệu đô này, rồi là XTZ trở thành nhà tài trợ áo đấu cho Manchester United này. Ở đây thì cũng có cái giá trị khá là cao, lên tới là 20 triệu bảng và khoảng là 27 triệu đô đấy chứ không ít đâu nhá. Rồi là Bybit là tài trợ cho Red Bull này, đấy công ty công thức 1 này, đúng không? Và nổi bật hơn cả cũng như là giá trị lớn nhất thì chúng ta sẽ phải nhắc đến sàn crypto.com với thương vụ là mua bản quyền đặt tên sân bóng rổ Staples Center của đội Los Angeles Lakers, và cái thương vụ này lên tới là 700 triệu đô. Và với những cái thương vụ đầu tư vào lĩnh vực thể thao cũng như là số tiền mà họ cam kết đầu tư, mọi người có thể thấy được rằng là nó khá là lớn, đúng không? Và nếu mà không tiềm năng thì không thể nào mà các cái công ty và crypto họ lại đầu tư đến như vậy được. Và ngoài việc có rất là nhiều công ty trong lĩnh vực crypto đầu tư và quảng bá hình ảnh đối với lại là thể thao, thì trước đây đã có rất là nhiều những cái đồng coin về thể thao hay còn gọi là fan token ra đời rồi. Và những cái bên phát hành thì không phải là bình thường đâu, nó có cả Binance đấy. Gần đây Binance đã phát hành một số những cái fan token mà còn lên cả Launchpad nữa chứ không phải đùa nhá. Lazio này, Porto, Santos hay là Apply F1 này. Và những cái dự án này hiện tại thì mọi người dường như là quên đi, nhưng mà trước đây khi mà nó mới được lau bán ấy, thì nó cũng rất là nổi bật luôn. Thế đây chúng ta sẽ xem một chút về những cái thống kê, những cái dự án được lau bán ở trên Binance nhé. Đầu tiên chúng ta thấy có AC Milan thì cái ATH cao nhất của nó là x4,51, rồi là đến Barcelona, cái này thì cúi bắp x có 1,79 thôi. Lazio thì cái ATH cao nhất của nó là x26,69 lần nhé. Porto là 13,76 lần, Apply
thì là x11 lần. Đấy, thì đó là một số những cái fan token mà Binance đã lên Launchpad ở cái thời gian đó. Và ngoài Binance thì có một cái đơn vị nó chuyên về fan token, đó chính là Chili. Thì đây là một cái layer 1, nó chuyên về phát hành và nó hỗ trợ về lĩnh vực thể thao trong blockchain. Thì ở đây đã có 82 cái fan token rồi, cũng như là có hơn 150 những cái câu lạc bộ thể thao mà đã partner với nó, cũng như là cái hệ sinh thái có trên 2 triệu người rồi. Và dưới này là một số những cái fan token nổi bật như là Paris Saint-Germain này, Napoli này, rồi là Inter Milan này, Manchester City, hay là nổi bật nhất có lẽ là Barcelona đúng không? Đó, thì cái dự án này nó có cái đồng token là CHZ thì mọi người cũng có thể là quan tâm nhá. Nhưng mà trước hết chúng ta sẽ xem qua một chút về những cái đồng fan token trước đây nó có nhiều như thế nào đã. Thì trên CoinMarketCap mọi người có thể vào cái mục là Sport ấy, thì ở đây có rất là nhiều những cái fan token liên quan đến thể thao luôn. Và điểm chung của nó là đa phần vốn hóa của nó đã về rất là thấp rồi. Những cái dự án nổi bật nhất cái thời gian trước thì bây giờ nó chỉ loanh quanh đâu đó là 10 đến 20 triệu đô thôi. Còn đâu thì dưới này có rất là nhiều luôn nhưng mà vốn hóa rất là thấp thôi. Chúng ta cũng không quá quan tâm đến những cái dự án bét bét ở dưới này đâu. Chúng ta quan tâm đến những cái dự án trên đầu này thôi. Nó đã từng rất là nổi bật nhưng mà cái vốn hóa của nó cũng rất là thấp như ở đây. Cái nổi bật nhất mà mọi người cũng nên chú ý đó chính là Chili mà lúc trước mình có nói. Và đây là một cái dự án đi đầu cũng khá là xịn sò, nó đã phát triển từ lâu rồi và chắc chắn là về sau nữa thì nó cũng sẽ là đi đầu thôi. Tại vì cái thời gian mà trước khi diễn ra World Cup ấy, thì cũng có một cái nền tảng cũng phát hành một số những cái fan token đó là Bitly ấy. Nhưng mà cái dự án đó hiện tại thì gần như là nó dừng hay sao ấy. Mình thấy rất lâu nó không cập nhật nữa nên là có lẽ là không nhắc đến nữa nữa. Rồi thì chúng ta sẽ nói qua một chút về những cái gì mà fan token có thể là mang lại đúng không? Thì thể thao là một cái lĩnh vực mà mọi người quan tâm khá là nhiều, đặc biệt là bóng đá. Thì khi mà fan token ra đời ấy, nó có thể là giúp cho cái sự liên kết giữa người hâm mộ với lại là câu lạc bộ thể thao cũng như là cầu thủ nó được gắn kết hơn. Những ai mà sở hữu cái fan token họ có thể là biểu quyết cho những cái hoạt động này, hay là họ sẽ có những đặc quyền này, rồi là fan token có thể là dùng để mua những cái đồ lưu niệm hay là những cái vật phẩm liên quan đến cái đội bóng hay là những cái câu lạc bộ mà họ yêu thích này, rồi là nó cũng có thể dùng để mà làm gọi vốn hay là quyên góp các thứ. Nói chung là nó có khá là nhiều những cái tiện ích liên quan đến việc là câu lạc bộ với lại là người hâm mộ nhá. Đó này là khá tiềm năng nhưng mà hiện tại thì nó cũng chưa có được ứng dụng cũng như là nó chưa được phổ biến ấy. Nên là nó sẽ cần phải có một thời gian nữa thì nó mới có thể là ok hơn, cũng như là để mà có nhiều người biết đến là sử dụng crypto hơn, thì như vậy thì nó sẽ có thể là ứng dụng được nhiều và rộng rãi hơn. Và đó là cái câu chuyện của tương lai xa xôi. Cái mà chúng ta quan tâm đến là chúng ta đầu tư để mà kiếm lợi nhuận thôi. Do đó thì những cái dự án họ chỉ cần có cái câu chuyện, có những cái mà liên quan thôi, thì họ sẽ ra những cái thông tin mới, rồi họ sẽ update sản phẩm. Tóm lại là họ sẽ làm mọi cái để mọi người chú ý đến cũng như là đẩy giá nó và kiếm lợi nhuận thôi. Thì mọi người thấy rằng là những cái đồng fan token thời gian gần đây thì dường như là bị lãng quên cũng như là nó đã giảm rất là nhiều rồi ấy. Gần như là không thể giảm được nữa rồi, vốn hóa nó về rất là thấp rồi ấy. Và những cái token đó thì nó sẽ đi đâu, mọi người bán thì ai sẽ là người mua đúng không? Thì sẽ là cá voi cá mập, rồi là có thể là MM, rồi là dự án, rồi là sàn, cái thứ họ mua lại đúng không? Và khi mà có những câu chuyện liên quan có thời điểm thích hợp thì nó sẽ được đẩy lên để mà nó kiếm lợi nhuận. Thì trước đây có rất là nhiều những cái câu chuyện để mọi người đã biết rồi, đến những cái đồng coin mà mọi người nghĩ là nó sẽ không còn thể nào mà sống được như là Luna hay là FTX, nhưng mà đợt vừa rồi thì nó vẫn được gợi lại câu chuyện và nó đã boom rất là mạnh đúng không? Thị trường này nó chỉ cần câu chuyện thôi, lý do để mà nó đẩy giá và để mọi người FOMO thôi, chứ còn thì những cái khác nó là cái câu chuyện của tương lai. Và thể thao cũng như là bóng đá là một cái mà nó thực sự là rất là nhiều người chú ý luôn, nên là mình nghĩ MM cũng như là dự án hay là các sàn không thể nào bỏ lỡ cơ hội để mà có thể là tận dụng đẩy lại các cái fan token kiếm lợi nhuận được, tại vì giá rất thấp rồi, họ đã mua được giá rất là rẻ rồi, chẳng nghĩa lại bỏ nó phí đúng không? Do đó thì mọi người cũng nên quan tâm đến fan token. Thì quan tâm đến những cái gì, nhất là những cái fan token mà nó vip vip một chút, như những cái dự án được launchpad ở trên Binance như mình vừa cho mọi người xem ấy, hoặc là những cái đồng mà đi đầu của Chili này là cái nền tảng phát triển lớn nhất đây, một số những cái fan token đây, những cái câu lạc bộ lớn ấy, cũng như là Euro là cái giải bóng đá của châu Âu ấy, nên là mọi người để ý nhá.
có thể là tìm những cái fan token mà liên quan đến những cái đội bóng đó ấy, thì nó sẽ được FOMO mạnh hơn đúng không? Thì một thời gian tới thì có thể là nó sẽ ra những cái fan token mới, thì mọi người cũng có thể quan tâm hoặc là mọi người tìm những cái fan token cũ này được vì giá nó cũng rất thấp nhá. Ở đây mọi người thấy là có những cái đội bóng như là Bồ Đào Nha này, rồi là có cả Tây Ban Nha các thứ, nhưng mà ở đây mình đang tìm mà nó chưa thấy. Đấy thì mọi người có thể là nếu mà thấy có những cái fan token nào ấy mà nó là liên quan đến những cái đội tuyển quốc gia tham gia Euro ấy, hoặc là những đội nào càng mạnh càng tốt ấy, thì mọi người có thể là chúng ta quan tâm đến nó nhiều hơn nhé. Và ngoài những cái fan token bóng đá thì những cái đồng coin liên quan đến thể thao thì mọi người cũng có thể là chú ý, có thể là nó là những cái đồng coin mở về cá cược ấy. Đấy thì mọi người thấy là khi mà bóng đá đến ấy, thì cá cược là không thể thiếu được rồi, mặc dù Việt Nam chúng ta không có chấp nhận nhưng mà vẫn nhiều anh em gọi là mang sổ đỏ rồi là mang xe mang cộ và ủng hộ hết cho bóng đá rồi đúng không? Nên là sắp tới hoàn toàn nó có thể là ra những cái dự án về cá cược, thì trước đây nó cũng có đấy, nhưng mà nó chưa có nó được bùng nổ lắm tại vì nó là mới, mà ở những năm 2021 2022 nó vẫn mới, và sau 1 2 năm thì có lẽ là những cái dự án kiểu đó nó sẽ phát triển cũng như là nó sẽ làm tốt hơn ý, thì mọi người cũng có thể là quan tâm nhé. Và một dự án mà chúng ta không thể bỏ qua như lúc trước mình có nói đó là Chiri CZ này này. Đây là một cái blockchain đi đầu về cái lĩnh vực này, nên là chắc chắn là nó sẽ được quan tâm nhất cũng như là cái tiềm năng tăng giá của nó sẽ cao đúng không? Vừa nói thị trường của nó hiện tại đang là 660 triệu rồi, cung lưu thông của nó đang là 8 tỷ nhá, thì nó đã ra hết rồi, nó unlock hết token rồi, đấy full rồi, 99% rồi này. Đấy mọi người có thể là quan tâm đến nó mà không lo là bị xả nữa đúng không? Đấy là cái thời gian này thì nó cũng đã giảm rất là nhiều rồi, nó gần như là cái đáy rồi, nên là mọi người cũng có thể là để ý đến nó. Và mọi người thấy rằng là ở năm 2021 ấy thì cái dự án này nó đã có lúc lên tới là 0.77 đô đúng không? Nó hiện tại thì chia 10 so với đỉnh ở năm 2021 rồi. Đấy, nên là nếu mà nó tăng lại thì cũng khá là tiềm năng. Thì không riêng là CZ này đâu mà những cái fan token khác thì nó cũng chia rất là nhiều rồi. Những cái fan token nó còn chia thảm hơn cả CZ cơ. Tại vì CZ nó là một cái blockchain nền tảng nên là nó sẽ ok hơn đấy. Và CZ này nó cũng được đầu tư khá là nhiều đấy. Ở đây thì mọi người có thể thấy rằng là có Zam Crypto này, rồi là Binance Lab này, ở đây là FBG Capital này, OK Blockchain Capital và Sajan Venture. Và dự án này nó gọi được vốn là 65 triệu đô nhá. Đấy, từ những năm 2018 mà nó gọi vốn được 65 triệu đô từ vòng private này khá là khủng đấy, chứ không phải đùa đâu. Thì đây là một lĩnh vực khá là tiềm năng, mọi người không nên là chúng ta bỏ qua nhé. Tất nhiên là cái hiện tại thì giá nó giảm rất là nhiều rồi, và không ai biết được rằng là cái thời gian sắp tới thì nó có đẩy lại cái trend fan token này hay không. Đấy, nếu mà nó không đẩy hoặc là nó đẩy xịt như năm 2022 ấy, thì nó sẽ là cái câu chuyện mà chúng ta cũng phải chấp nhận đúng không? Tại vì chúng ta đi sớm thì chúng ta sẽ có những cái rủi ro nhất định. Đấy, thì khi mà mọi người đều ai biết đến thì cái cơ hội nó lại giảm đi, cái phần thưởng nó lại giảm đi đúng không? Thì chúng ta mua cao hơn thì cũng có thể là cái khả năng đu đỉnh nó cao hơn là chúng ta mua ở giá thấp này đúng không? Tại vì mọi người thấy bây giờ nhá, những cái đồng coin nó giảm khá là nhiều ấy, gần như là không giảm được nữa rồi ấy. Thì mọi người mua thì nó cũng ít khả năng bị lỗ hơn. Tất nhiên là nếu mà nó không tăng mạnh bằng những cái đồng khác ấy, thì nó cũng là cái mà chúng ta không mong muốn. Nhưng mà mình thấy là hiện tại những cái sự kiện lớn năm 2024 ấy, thì chỉ có là fan token là chưa được nhắc đến thôi, và nó đa phần những cái khác nó đã được nhắc đến cũng như là giá nó cũng tăng khá cao rồi. Thì tất nhiên là những cái đó nó tiềm năng hơn, cái cơ hội nó cao hơn nên là nó được nhắc đến nhiều hơn, nên là giá nó cũng sẽ cao hơn. Bây giờ mọi người mới nhảy vào thì cơ hội nó không còn đẹp nữa đúng không? Chúng ta sẽ đi tìm những cái mà nó còn mới mẻ, nó chưa nhiều người biết đến ấy. Đấy thì fan token mọi người cũng có thể là tìm hiểu nhé. Và mọi người cũng lưu ý là cơ hội lớn thì rủi ro cũng lớn, thì chúng ta nên là tìm hiểu kỹ cũng như là phân bổ nó hợp lý để mà chúng ta có thể có kết quả tốt nhất nhé. Thì còn mình thì mình nghĩ rằng là Euro nó là một cái sự kiện rất là lớn thì chắc là nó sẽ không bỏ qua đâu, cộng với lại là cái thời gian vừa rồi fan token nó giảm khá nhiều ấy, có thể là những cái mà cá mập cái thứ họ gom lại rồi họ sẽ tận dụng để mà đẩy giá lên và nó sẽ kiếm lợi nhuận nữa. Và mọi người nghĩ rằng là fan token có được đẩy ở trong cái thời gian tới không, thì hãy để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận của video để mọi người cùng nhau thảo luận nhé. Còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video tại đây thôi. Nếu mọi người thấy video hữu ích thì đừng quên like video cũng như là ấn đăng ký kênh để ủng hộ kênh cũng như là để mọi người có thể đón xem được những cái video mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau.